Xin chào mọi người, nhóm mình là nhóm 218. Cách các bạn dàn dựng nó cùng với âm nhạc, cùng với hiệu ứng ánh sáng rất là tuyệt vời. Chúc mừng các bạn. Mình nhớ nhất là lời nhận xét của anh Huy Tuấn. Mặc dù anh Huy Tuấn đã xem nhảy đèn LED ở những chương trình khác, nhưng mà anh vẫn cảm thấy được cái sự sáng tạo và phong cách riêng của nhóm. Mình cảm thấy vui vì nó đã được mọi người ghi nhận, chứ không phải là xem nhóm như một sự sao chép. Sau khi biết nhóm được vào chung kết thì bạn bè và gia đình đã ủng hộ và quan tâm rất nhiều đến nhóm để giúp cho nhóm có thêm động lực để mà hoàn thành bài thi sắp tới thật là tốt. Trong đêm bán kết thì nhóm đã đem đến cho khán giả một phần trình diễn khá là hoành tráng, và đêm chung kết lần này thì nhóm hứa sẽ đem tới một phần trình diễn hoành tráng hơn. Ngoài những ánh đèn LED, âm nhạc sôi động thì nhóm còn kết hợp cả âm nhạc dân gian Việt Nam, và nó sẽ mang tới một màu sắc mới cho khán giả. Nhóm 218 chỉ có bóng tối mới làm chúng tôi tỏa sáng. Tỏa sáng. Tỏa sáng hơn nữa. Chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.